Vivo Smartphone hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Mời quý vị cùng gặp gỡ Minh Phượng với một trong những vũ công ngôi sao mà Trấn Thành rất yêu thích, Hà Lộc. Cũng hơi tự ti một tí, bởi vì mình quá là nhỏ con. Với cái thân hình của mình thì có nhiều người nói là mày múa thì mày chỉ là nắp vụ nở, mày chỉ làm nền thôi, mày không bao giờ đụng múa chính cả. Chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ vào top 20, mình chưa bao giờ dám nghĩ là mình sẽ đi show du thinh cả. Nhưng mà khi mà mình vào top 20 thì lại một lần nữa mình đang cảm thấy mặc cảm về cái ngoại hình của mình, bởi vì so với các bạn mình quá là bé, và mình với cái gương mặt của mình gọi có thể nói là xấu lạ chứ không có được xinh. I love her. I think she's so raw and her talent is so amazing. She has so much natural ability and she was made to be a dancer for sure. Mình không biết là mình có bị chỏi so với Hà Lộc hay không, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ cố gắng, mình sẽ làm được. I think her progression was perfect. There's just a few little details we need to polish, but I'm excited to work with her. Ngoại hình bây giờ không phải là cái thứ cản trở mình nữa, mà bây giờ mình sẽ cố gắng hết sức để thực hiện cái ước mơ mà bao lâu nay mà mình không dám thực hiện. Vì sao đôi khi anh thấy yêu thương thật quá mong manh? Người hỡi, tình mình tựa như những áng mây trôi về đâu? Hãy yêu nhau để có nhau mãi về sau. Cảm xúc thưa quý vị, Minh Phượng và vũ công ngôi sao Hà Lộc rất đẳng cấp. Và xin thông báo, người biên đạo bài đầy cảm xúc này cho ca khúc yêu thương mong manh, Hani Abaza. Cô bé này có lúc nào cũng mặc cảm là cô không có xinh đẹp để được quý vị bình chọn. Nhưng mà em biết sao không cưng, khi em lên sân khấu, khi em múa, với cái biểu cảm, với cái thần thái của em, người ta quên mất đi những chuyện kia mà. Và lúc đó em cực kỳ xinh đẹp trên sân khấu. Đến một khi nào đó, những cái điều khó khăn nhất mà được em với Hà Lộc làm một cách dễ dàng nhất, thì lúc đó người ta chỉ còn biết nhìn vào hơi thở và sự di chuyển của tụi em thôi. Lúc đó cơ thể và cái gương mặt của mình đôi khi nó cũng không còn là cái gì đó nó quá quan trọng với anh. Hồi nãy em rất là đẹp trên sân khấu. Cảm ơn em nhé. Xin mời giám khảo Lan Khuê. Đúng như anh Trấn Thành nói, là khi mà em ở trên sân khấu, khi mà nhìn em chị thấy em rất là đẹp, bởi vì em có một cơ thể đẹp cũng như kỹ thuật đẹp. Và chỉ cần hai cái thứ đó cùng với cảm xúc
Thật sự là chị bị thu hút vào cái phần trình diễn của em, và lúc đó thật sự chị thấy em đẹp. Chị không còn để ý, chị cũng không hiểu lý do tại sao mà em lại không tự tin vào chính bản thân mình, trong khi cái mà em thiếu ở đây chỉ là sự tự tin thôi. Tất cả mọi người ở đây đều công nhận rằng em rất đẹp trên sân khấu ngày hôm nay, đúng không mọi người? Anh John Huy, anh có suy nghĩ gì khác không? Lời khuyên cho Minh Phượng thôi là em phải tự tin nhiều hơn nữa. Kỹ thuật đẹp, nhảy múa trên sân khấu đẹp. Đối với anh, gương mặt, ngoại hình rất là đẹp. Tự tin hơn, tại biết không, em không phải là một thí sinh may mắn, em là một thí sinh xứng đáng đứng trên cái sân khấu này. Vì cái bài vừa rồi rất là hay nhá, thì cười lên và tự tin lên. Dạ, nhỏ em ruột của em, quý vị. Dạ, nhà được cái cha mẹ đẻ đông. Bé Minh Phượng, em có đau khổ gì trong tình yêu không? Dạ, đã từng. Không sao đâu, mình cứ bầm dập trong tình yêu đi, rồi mình lấy cảm xúc đó mình nhảy cho nó đã, em hiểu không? Nghệ sĩ mà không có trải nghiệm, không có từng trải là nhảy không có có sướng. Em biết tại sao người ta làm kỹ thuật dance sport không? Em nghĩ yêu trơn tru mà ta nhảy giỏi à? Không, người ta phải bầm dập, người ta mới là kiện tướng dance sport Khánh Thi. Người ta phải khắc khoải, người ta mới là biên đạo múa John Huy Trần. Người ta phải, ừ, bên kia không có nhảy, em hiểu không? Ừ. Thì thưa quý vị, hãy bình chọn cho Minh Phượng. Số mấy cưng? Dạ, 17 ạ. 17, hãy bình chọn cho Minh Phượng. Gửi về tổng đài 8369 nha quý vị, hoặc truy cập vào Zalo. Chúc mừng em. Vivo Smartphone, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.